Thưa quý vị, khi nhắc đến ông Nguyễn Văn Năm, người dân xã Dân Khánh Đông, huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang, ai cũng quý bởi tấm lòng nhân ái và tính cách gần gũi. Người ta cũng khâm phục ông bởi ông đã tự mình tìm tòi, học hỏi và trở thành một người có nhiều kinh nghiệm xây cầu chuyên nghiệp, đứng ra tập hợp nhiều người đi xây cầu từ thiện suốt nhiều năm qua. Là cái người đứng tiên phong, rồi có cái chỗ nào còn thiếu sót, mấy em cháu góp ý vô, rồi bắt đầu làm. Làm tính ra năm nay thì cũng được khoảng 8 năm rồi. Với tinh thần tự tìm tòi học hỏi, đúc kết kinh nghiệm thực tế nhiều năm tích lũy, ông Năm cùng đội giờ đã thạo với việc bắt những cây cầu bê tông chắc chắn. Các thành viên đội xây cầu từ thiện, dẫu nhiều người cuộc sống vất vả mưu sinh, nhưng chẳng ngại ngần dành thời gian, công sức, tâm huyết để nối nhịp bờ vui. Hễ có nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây cầu, chính quyền địa phương lại tìm đến ông Năm, nhờ ông thiết kế và thi công. Đối với địa phương cũng như là người dân đây thì qua đã tìm hiểu một số cây cầu mà bác đã từng làm thì thấy là người dân rất là an tâm và thấy mẫu mã cũng rất là đẹp và nó chất lượng. Với đặc thù vùng sông nước kênh rạch, những cây cầu giao thông nông thôn như thế này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để bà con giao thương hàng hóa đi lại dễ dàng mà còn góp phần thiết thực giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Làm cái cầu này cảm thấy là vui vẻ lắm đó, giúp ích cho người dân qua lại an toàn, ta vui vẻ nữa. Với hai nữa, mấy đứa nhỏ đi học đồ cũng an toàn. Giờ có cầu bê tông thì bà con chắc đi hoàn quá, ra chợ búa chắc cũng dễ hơn. Bắt được cây cầu cho nhân dân đi thì mình cũng rất là vui và phấn khởi. Tại vì cũng có đường thì cũng đàng hoàng rồi, nhưng mà không có cầu thì làm được cây cầu cũng thấy cũng rất là ý nghĩa. Đối với cái đơn vị thi công thì nói chung thì làm cái đối với các cầu thì rất là chất lượng và tạo một cái vững chắc và có cái bền vững để cho bà con đi lại, bà con yên tâm để lưu thông hàng hóa. Nhân dân cũng như rất là mừng là đội nguyện đã có cái tấm lòng từ thiện như là để về giúp cho địa phương chúng ta cũng như là một số địa phương khác. Để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, ông Năm còn tự cải tiến, sáng tạo các giải pháp kỹ thuật để quá trình thi công được nhanh hơn. Với kinh phí dao động từ 100 đến 300 triệu đồng, tính đến nay, trên 70 cây cầu lớn nhỏ đã được ông Năm cùng đội hoàn thành. Với suy nghĩ đó, từ một người nông dân chân chất, ông Năm ý thức được rằng cần trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm mỗi ngày, lấy chất lượng công trình làm ưu tiên và làm với niềm đam mê thực thụ. Để từng cây cầu hiện diện trên mỗi vùng quê do ông cùng mọi người góp sức làm để xây dựng nông thôn mới.